Alo anh em nha, lên tiếp cho anh em cục máy 8650 mã A, máy đời cao, lửa 6 cục bằng nha anh em. Đó, máy này là nguyên zin nha anh em, đầu nồi chưa rớt nha. Bao anh em là máy sống, vô lăng còn quay được ha, hơi hám còn nhẹ nhàng, máy rã xe lô mà đầu còn cờ luôn ha. Cục này mình bán cho anh em giá là 3.8 triệu nha. Đó, anh em về gắn đôi vô được tất cả các dòng cúp nha anh em, chỉ cục máy như hình nha, không có phụ kiện gì thêm nha anh em. Con này đầu số là 002, đây cốt trong tải nè, bộ lửa thì còn ok luôn. Đó, lửa 6 cục cho anh em đi cái độ ổn định cao ha. Đó, cục này bán giá là 3.8 triệu nha anh em. Đó, đầu nè còn cờ luôn nha, ốc tán xanh lè ha. Rồi, anh em nào xài alo mình nha. Đó, máy đã xe lô nguyên bản nội địa Nhật về nha anh em, chưa từng sử dụng tại Việt Nam nha. Hình sao hàng dạy, bao anh em thầy thợ test nha. Đó, anh em cần xài thì nhắn em qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Rồi, cảm ơn anh em.